Hai mẹ con ở quận 12 là đường nào hả chị? Bên đó anh chị kiếm đường qua đây cũng Dễ dễ mà đúng không chị? Này để lâu quá nó hơi cứng. Hơi cứng hơi sâu. Nhìn thì hết rồi. Nhỏ này mua sữa mặt cái nó mình không có để ý. Cái nào nó. Mà thì về mình đưa coi cái đi. Vừa coi xong là nhắn tin cho em. À chị coi cái video của em coi hả? Coi cái mặt nó nè. Chị video của em thì chị coi hàng ngày. Dạ. Mặt của cô nó để lâu đó, nó cứng lắm nè. Cục nào nó bự bự không à. Cái nốt này mà nó viêm lên là nó bị sẹo hết đó chị. Vậy là chị được hai cháu trai hả?
nghe xem ha. Mấy cái chỗ này con biết sao nó bị viêm này con này. Mấy chỗ mà đã đỏ mé bên đây nè, con sư không thấy á. Cố lên nha. Chỗ nào mà cảm giác không dễ chịu nói cô. Nghỉ một tí rồi lát làm tiếp, không sao cả. Từ từ ha. Đưa cho bác 25 ngàn. Cái bì nó bự ơi là bự luôn, như hạt gạo luôn. Mình xin rồi, sắp xong rồi con. Nó lần đầu đi lấy mụn như vậy là quá quá xuất sắc luôn rồi đó. Giỏi lắm luôn á.
Vậy là sẽ mau hết mụn. Cục nào nó cứng ơi cứng luôn. Nhìn xem nè, nó xong rồi, cố lên. Xong rồi đây. Ok. Vậy là quá giỏi rồi đó.